Đi về rồi, không cần phải thăm nữa. Rình cái gì? Rình gì đây vậy? Có biết đây là khu VIP không? Tôi đi đâu làm gì? Kể tôi đi. Vậy mẹ khóc hoài không tốt đâu, bác sĩ nói mẹ phải cười mới nhanh khỏi bệnh chứ. Mẹ thấy mẹ cứ bình đẳng như vậy hoài, mẹ chỉ là gánh nặng cho con thôi. Mẹ đừng có nói vậy, mình sắp được về nhà rồi. Hôm nay mẹ muốn ăn gì nè, để con đi mua. Con mới ký hợp đồng sáng tác nhạc cho sản phẩm thức uống cho sức khỏe Kirin. Mai mốt họ sẽ gửi sản phẩm về cho mình uống thử. Vậy hả con? Chúc mừng con tìm được công việc mới nha. Nói thiệt, mẹ không thích con làm cái nghề boxing, bốc xiếc gì đó. Mỗi lần về tới nhà là mặt mày mình mấy sưng hết trơn à. Thôi, mẹ muốn ăn gì? Để con đi mua nè. Tự nhiên mẹ thấy lạc miệng. Thiệt tình là ăn uống không có nổi con. Lạc miệng thì lạc miệng chứ, nhưng mà vẫn phải ăn để mới nhanh khỏi bệnh được. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, để con đi mua đồ ăn. Vô tình đi ngang thôi. Thì tôi cũng có nói cô rình rình mò mò gì đâu. Mẹ anh bệnh có vẻ nặng không? Anh là con trai mà chăm sóc mẹ cũng giỏi quá ha. Hồi xưa tôi có thằng em, nhưng mà nó mất rồi. Giờ chỉ còn hai mẹ con tôi sống nhau thôi, cho nên tôi chăm sóc mẹ cũng là chuyện tất nhiên. Ước gì tôi cũng có mẹ. Hồi tôi 1 tuổi là mẹ tôi đã đi lấy người khác rồi. Lâu lâu mẹ mới về thăm tôi 1 lần. Nhưng dù sao thì cô cũng có ba. Tôi đang canh tỉ cô đó. Vì tôi không có ba từ nhỏ. À, mà nghe nói anh sáng tác nhạc cho sản phẩm của Kirin hả? Ừ, thì sao? Thì bất ngờ chứ sao. Không ngờ là anh biết sáng tác nhạc luôn á. Ghê thiệt. Mà nè, anh làm việc với chị Ngân á, anh phải coi chừng á. Ủa? Coi chừng cái gì? Vậy là anh không biết hả? Miss Ngọc Ngân, giám đốc marketing của công ty Kirin, chuyên gia làm khó người khác. Ừ, công nhận. Con Ngân cũng khó thiệt ha. Ủa, nhưng mà sao em biết con Ngân? Bọn hai người làm việc với nhau rồi hả? Đâu có cần làm việc đâu, tại vì tôi quen lớn mà. Nè, có cần tôi bảo kê cho anh không? Thôi cảm ơn. Cô bớt cậy rắc rối cho tôi là tôi mừng lắm rồi. Tôi kể dám nói anh hồi nào. Ôi hoài luôn á, gặp cô hoài có xàm quá. Là anh xàm vậy có. Anh nói đi, nói gì cũng được. Ngày đầu tiên nè, cô làm gì tôi? Không biết. Ngày đầu tiên là tôi té bầm đầu gối luôn nè, là anh đó.
có cần không? Có cần giỡn cho coi không? Mặc đồ như ninja xong rồi chặn đầu xe của tôi nè, xong rồi đi theo tôi vô bệnh viện nè, không tin luôn á. Hôm nay em phải thi đấu ở hạng trên cao hơn, hạng dưới nặng. Vậy thôi nghỉ, em chỉ đó hạng chung thôi, cho vừa sức. Dưới nặng em không chơi đâu. Nè, em nghĩ lại đi. Em mà không đấu trận này á là không còn được thi đấu nào cho em nữa đâu. Không phải, em nói em đang cần tiền nên giờ em xích lịch đấu độ đó sao? Mà em yên tâm đi, người ta bỏ tiền ra để mua chiến thắng. Em chỉ đấu cho vui thôi, cần hạng là cái gì? Với lại á, đấu mấy cái trận này vừa nhanh vừa lẹ mà tiền lại tươi nữa, em còn suy nghĩ cái gì? Ok, em đấu. Phải vậy. Người đã bỏ tiền thì mình phải bỏ sức. Đâu có dễ như anh nói. Rồi, được rồi. Thôi, ra đấu đi. Đừng có để tụi có tiền nó chờ. Nói mệt ốc. Chúng hiểu ớt này có đánh nổi không? Các bọn mà chơi tiền lớn tiền đi chơi. Và mong là sẽ có một đối thủ mạnh. Đừng làm tôi thất vọng nhé. Bắt đầu đi. Hiệp 1, chuẩn bị. Đâu? Đâu? Thank you.
em đánh vậy cũng hay. Lúc đầu đánh như thật đó, thì sẽ đỡ bị nghi ngờ. Em làm tốt lắm đó. Em đi sao mà nhảy vô tàu xe người ta vậy? Em chặn anh mà. Em đợi anh cả buổi luôn. Đói muốn chết luôn. Anh, à, mình đi ăn. Ủa, mặt anh sao vậy? Sưng quá vậy? Anh bị sao kệ anh đi. Em hỏi không? Như ghê quá vậy. Cho tôi một chiếc xe tay ga đời mới nhất. Anh thích hiệu gì vậy? Em đã làm cái gì vậy? Em mua xe mới cho anh. Không lẽ để anh chạy xe này giáp ổ gà té cái mặt anh sưng húp. Hay quá ha. Bộ mặt sưng là té ổ gà hả? Phung phí tiền cho người lạ quá vậy. Anh à, đâu phải ai xa lạ đâu. Nhiều tiền để làm gì, đúng không? Nhưng mà anh thích chiếc xe này. Nói chung là bỏ qua đi. Bây giờ mình đi ăn đi. Em đói lắm rồi nha. Thiệt là chưa bao giờ gặp ai mà ngang ngược như em á. Thôi, giờ anh vô bệnh viện thăm mẹ anh. Có gì đến sau nha. Anh không cần phải lo. Em đã cho người vô bệnh viện chăm bác rồi. Anh chỉ cần đi ăn với em thôi. Tự ý quá ha. Thôi đi. Em không cần mời anh tới những cái nơi như vậy đâu. Anh thấy... Em là người mời mà. Với lại những quán này là trong tập đoàn nhà em. Cho nên là anh đừng có ngại. Cứ thoải mái đi nhé. Vậy thì những lần sau anh sẽ từ chối lời mời của em. Anh sao vậy? Thôi được rồi. Em sẽ có cách để cho anh không thể từ chối được. Anh đã nói rõ quan điểm là em chỉ cần làm cho vui. Nên đừng lấy lý do vì bận công việc với anh. Anh thừa biết là em có thể làm tốt tất cả mọi việc. Và em là người có thể giúp công ty của chú anh phát triển tốt nhất. Anh không cần. Phụ nữ chỉ cần biết lo cho gia đình là đủ. Em nên bỏ cái tính tự lập, tự chủ và tự khẳng định cái khả năng của mình đi. Anh quá đáng rồi đó. Còn nếu không, sang tuần sau anh sẽ có quyết định nghỉ việc dành cho em. Thời buổi nào rồi mà còn cổ hủ quá vậy anh trai? Em mà là chị Ngân á, em cũng không có ưng anh đâu. Đây là việc riêng của anh, không cần em phải xen vào. Tự nhiên em thấy bất bình thì em nói thôi. Ủa anh có quyền gì? Thôi, hai anh em trong nhà mà, đừng có gây nhau. Với lại chị với anh Hùng chỉ đang tranh luận thôi, không gì đâu. Chị, em thương bên chị đó. Ba em gọi rồi. Bây giờ em phải vô bệnh viện rồi. Anh cứ ở đây ăn đi nha. Mày nhớ, có ăn uống thì nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Đừng có lớn tiếng quá, làm ảnh hưởng đến người khác đó. Em về nha. Cậu rảnh không? Ngồi xuống ăn với tôi.
có vẻ không vui. Tại sao phải cưỡng ép tình cảm của mình chứ? Đâu có, tôi đang rất hạnh phúc. Chẳng qua là tụi tôi chỉ tranh luận chút xíu về công việc thôi. Chị thực sự yêu anh ta. Anh ấy là lựa chọn tốt nhất của tôi. Anh ấy yêu tôi thật lòng mà. Chính vì yêu tôi cho nên anh ấy mới ích kỷ, không muốn chia sẻ tôi với công việc, đúng không? Tôi nghĩ mình là một người đang rất hạnh phúc chứ. Cậu không hiểu chuyện thì đừng có phán xét. Hay là em kể một chuyện cười cho chị nghe nhé. Ủa, em chưa kể mà. Kể đi. Cũng may mà nhờ có anh cho nên là em mới thoát khỏi tên biến thái kia. Lại đi đánh boxing bút xích nữa phải không con? Con hứa với mẹ là con bỏ rồi mà. Tại sao con cãi lời mẹ vậy? Nói chung là quán của mình phải có những cái gì khác lạ hơn thì mới thu hút được khách. Rồi với lại DJ Della là một trong những hot girl nổi tiếng ở các quán bar. Mà sếp Vinh của mình nha, phải dùng mối quan hệ mới mời được đó. Anh có vẻ quan tâm đến chị Ngân quá ha. Chị Ngân sau này sẽ là chị dâu tương lai của em. Chẳng rời xa.